Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với chương trình Tiếng Trung giao tiếp thực tế đời sống các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập số 33. Chúng ta đã học những cái cụm từ có 3 hoặc 4 chữ rất là thú vị ở trong tiếng Trung mà người bản ngữ hay sử dụng rồi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với các cụm từ tiếp theo nhé. Cụm từ đầu tiên trong bài hôm nay đó là mí huấn thang. Mí là mê, huấn là hồn, thang là canh. Mí huấn thang, canh mê hồn. Ở cách nói trong tiếng Việt của chúng ta thì gọi là bùa mê thuốc lú. Câu ví dụ thứ nhất, 我出去打牌了啊. 我出去, con đi ra ngoài, 打牌了呀, chơi bài đây ạ. 我出去打牌了呀. 打牌, 打牌, 你就知道打牌. 你那帮朋友给你喝了什么迷魂汤, rằng 你整天除了打牌, 就不知道干点别的. 打牌, 打牌, chơi bài, chơi bài. 你就知道打牌, con chỉ biết đến có chơi bài. Chúng ta chú ý vào cái cách nói chiêu chữ tạo, nì chiêu chữ tạo gì đó, tức là bạn chỉ có biết cái gì đó thôi. Nì na bang phẩn hiểu, hội bạn đấy của con, cấy nì khưa lơ sấm mờ mỹ khuẩn thang, cho con uống canh mê hồn gì vậy? Rang nì chẳng thiên, khiến con suốt ngày, chú lơ ngoài cái gì đó ra, chú lơ tả phải ngoài chơi bài ra, chiêu bù chữ tạo thì không biết, càng tẻ bía tờ, làm gì khác nữa. Tả phải, tả phải, nì chiêu chữ tạo tả phải. Nì nà băng phẩn yếu cái nì khưa lơ sấm mờ mỹ khuẩn thang, rằng nì chẳng thiên, chú lơ tả phải, chưa bù chữ tạo, càng tẻ bía tờ. Câu ví dụ số 2, Yang Lei nà cơ dân, bú sư sấm mờ học dân. Wo men dou bu zhan cheng Xiao Li gen ta lai wang. Ke shi Xiao Li pian pian bu ting, zheng tian gen zhe Yang Lei dong pao xi dian. Yang Lei na ge ren, cái tên dương lỗi đó, bu shi shen me hao ren, không phải là người tốt đẹp gì. Wo men dou bu zhan cheng, chúng tôi đều không tán thành. Xiao Li gen ta lai wang, Tiểu Lệ qua lại với anh ta. Ke shi Xiao Li, nhưng Tiểu Lệ pian pian nhất định hoặc là một mực. Bu ting không nghe. Trần thiên suốt ngày, cân trợ giáng lẫy cùng với dương lỗi, tung thảo si tiên, chạy ngược chạy xuôi. Giáng lẫy nà cơ rấn, bú sư sở mơ hảo rấn, ủa mân tâu bú chàng trấn xảo lì cân tha lái quảng, khớ sư xảo lì phiên phiên bù thiên, trần thiên cân trợ giáng lẫy, tung thảo si tiên. Ủa khan giáng lẫy, chuẩn sư cái xảo lì khơ là mí huấn thang lở. Ủa khan, tôi thấy giáng lẫy dương lỗi, chuẩn sự chắc chắn là cái Xiao Li đã cho Tiểu Lệ khơ lơ mí huấn thang lở, uống bùa mê thuốc lú rồi. Ủa khai giáng lệ chuẩn sự cái Xiao Li khơ lơ mí huấn thang lở. Cụm từ tiếp theo của chúng ta đó là chi quản yến. Chi quản là khí quản, yến là viêm. Chi quản yến là viêm khí quản, vốn dĩ là một loại bệnh, nhưng mà do cái hiện tượng hài âm, tức là âm gần giống, chi quản yến thì nghe giống như chi quản yến. Chi là vợ, quản là quản, yến là nghiêm. Vợ quản nghiêm có nghĩa là người đàn ông sợ vợ. Do đó cách nói chi quản yến, viêm phế quản, cũng dùng để nói về người đàn ông sợ vợ. Câu ví dụ thứ nhất, Nì khan rần jia jian guo, shen me shi dou ting ta lao puo de, jie kan kan ni. Nì khan, anh xem, rần jia jian guo, anh kiến quốc đó, shen me shi, việc gì, dou ting ta lao puo de, đều nghe theo lời vợ anh ta. Chạy khẳng khẳng nỉ, rồi nhìn lại anh xem. Ôi, nì khẳng dân gia chèn của, sớm mơ sư đâu thính tha lão phố đờ, chạy khẳng khẳng nỉ. Tăng chi quản yến chiêu hảo mà, y tiện nán tử hàn tờ chân yến đâu mấy yếu, trần thiên quấy trở lão phố chuẩn, soạn sớm mơ nán dân. Tăng chi quản yến chiêu hảo mà, làm thằng sợ vợ thì tốt sao? Y tiện nán tử hàn tờ chân yến, chuyên yến là tôn nghiêm, nán chữ hà là nam tử Hán. Y tiện nán chữ hà tờ chuyên yến, một chút tôn nghiêm của nam tử Hán, tức là của người đàn ông. Tâu mấy yếu cũng không có. Trần thiên suốt ngày, quấy trưa lão phố chuẩn, xoay quanh vợ. Quấy là bao quanh, chuẩn là xoay. Quấy trưa sở mơ chuẩn, tức là xoay quanh cái gì đó. Ví dụ như là tỷ chiếu, quấy trưa thai yáng chuẩn nhận hạ, là trái đất quay quanh mặt trời. Soạn sở mơ nán dẫn, gọi gì là đàn ông chứ? Tăng chi quản yến chiêu hảo mà, y tiện nán tử hàn tờ chuyên yến đâu mấy yếu, trần thiên quấy trở lão phố chuẩn, soạn sở mơ nán dẫn. Câu ví dụ số 2, Xia châu, giám mân đa xuế thống xuế, yào chai sang hải, chủy sinh bì yê 30 châu niên truy huệ, nì cân chẳng giữ tâu lại bà.
下周tuần sau, 咱们大学同学, các bạn học đại học của chúng ta, 要在上海, sẽ ở tại Thượng Hải, 举行tổ chức, 毕业30周年聚会, 聚会là họp mặt, 30周年, tròn 30năm, 毕业, tốt nghiệp, 举行毕业30周年聚会, tổ chức họp mặt tròn 30 năm ngày tốt nghiệp. 你跟强子, cậu với Cường Tử, 都来吧, đều đến nhé.下周咱们大学同学要在上海举行毕业30周年聚会，你跟强子都来吧。我没问题，主要是强子，他可是个实实在在的气管炎，能不能去上海得他老婆说了算。我没问题，得体 OK， 主要是强子，主要是Cường Tử，他可是个狗ấy đúng là。Sứ sứ dài dài đỡ chỉ quả yên, tên sợ vợ đích thực, sứ sứ dài dài là thực thụ hoặc đích thực. Nấng bù nấng chuy sang hải, có đi Thượng Hải được không? Tẩy cần phải, tha lão phụ vợ của anh ấy. Xua là xoan, quyết hoặc quyết định, tức là cái lời nói của cái người đấy mới có tính quyết định. Ủa mấy vấn thí, chủ yếu sự chẳng dự, tha khở sứ cửa sứ sứ dài dài đỡ chỉ quả yên.Nâng bù nâng chuy sa hải, tẩy tha lão phố, xua là soạn. Cụm từ số 2 đó là phân tinh dự. Phân là va phải hoặc vấp phải, tinh dự là cái đinh. Cho nên cụm từ phân tinh dự dùng để nói về việc bị thất bại, bị vấp phải một vố hoặc là bị chỉ trích hoặc bị từ chối. Ví dụ thứ nhất, xéo mấy bù chứ chả mở lở, phấy nào chở yêu khảo thua phú. Ní ế chứ tạo, chiều tha là sủy phiến,简直就是去白白浪费钱了。小美丢米不知không biết, 怎么了bị làm sao? 非闹着cứ nặng nặc, 要考托福, đòi đi thi TOEFL. 你也知道, anh cũng biết đấy. 就他那水平, với cái trình độ đó của nó, 就 đây dùng để thể hiện cái sự coi thường hoặc là nói cái gì đó ở mức độ rất là thấp hoặc rất là ít. 简直就是, thực sự là,去白白浪费钱, đi lãng phí tiền vô ích. 小美不知怎么了, 非闹着要考托福, 你也知道, 就他那水平, 简直就是去白白浪费钱了。没关系, 让他碰碰钉子也好, 这样他就知道, 自己跟别人的差距有多大了。没关系, không sao, 让他để nó, 碰碰钉子 bị thất bại một chút,也好cũng tốt. 这样, như vậy, 他就知道, nó sẽ biết, 自己跟别人的差距, 差距là cái khoảng cách chênh lệch, 自己跟别人的差距, sự chênh lệch của nó với người khác, 有多大了, lớn chừng nào. 没关系, 让他碰碰钉子也好, 这样他就知道, 自己跟别人的差距, 有多大了. 比如số 2, 怎么样?你朋友答应帮咱们儿子找工作了吗?怎么样thế nào?你朋友bạn của anh答应đã đồng ý帮咱们儿子giúp con trai chúng ta找工作了吗?tìm việc làm chưa? 怎么样?你朋友答应帮咱们儿子找工作了吗?别提了,我刚一张口就碰了个大钉子,看来这事是没希望了。Bía thí là đừng nhắc đến nữa. Ủa càng y trang khẩu, anh vừa mở miệng ra. Chịu phong là cửa tả tính dự, liền bị từ chối luôn. Phong là cửa tả tính dự va phải cái đinh lớn, tức là bị từ chối một cách rất là phũ. Khán lại xem ra, chưa sử việc này, sử mấy si hoàng là hết hy vọng rồi. Bía thí là, ủa càng y trang khẩu, chịu phong là cửa tả tính dự, khán lại chưa sử mấy si hoàng là.Cụm từ tiếp theo đó là chua xấu chảo. Chua xấu chảo có nghĩa là gian lận hoặc là giở trò. Ví dụ thứ nhất, chén chỉ thiên thinh lý xua, chưa chỉ an chèn, ý chinh yếu ý xia xiên sủa lờ, chấm mất xin trái yêu trá bù xe truy lờ. Chén chỉ thiên mấy hôm trước, thinh lý xua nghe bạn nói, chưa chỉ an chèn, vụ án này, chỉ đây là lựa từ cho từ an chèn hoặc có thể dùng từ cưa. Ý chinh yếu đã có,一些một số xen sủa manh mối. Chấm mơ xen trải sao bây giờ? Yêu lại, chả bố xe chửi lở, không điều tra tiếp được nữa.
前几天听你说，这起案件已经有一些线索了，怎么现在又查不下去了？这案子有人在里面做了手脚，以前找到的线索都没有了，所以不得不停下来了。这案子不安内，有人搞鬼在里面而变装，做了手脚，làm cho gian lận。 以前找到的线索，线索những manh mối以前找到的trước đây tìm thấy都没有了，đều đã mất hết rồi. Soi cho nên不得不không thể không hoặc là buộc phải停下来了，dừng lại rồi. 这案子有人在里面做了手脚，以前找到的线索都没有了，所以不得不停下来了。比如说，hai Xiao Yin trượt sự khảo lỡ 500 đô phân, sang trung điểm cao trung sự mấy vấn thí đờ. Cơ sư vây sở mờ chưa phân lưu trí mình đa lị, mấy yếu tha đờ mình dự nơ. Xiao Yin tiểu anh trượt sự lần này khảo lỡ đã thi được 500 đô phân hơn 500 điểm. Sang vào trung điểm cao trung trường cấp 3 trọng điểm, sự mấy vấn thí đờ là không vấn đề. Cơ sư nhưng, vây sở mờ tại sao chưa phân lưu trụ mình đan lỷ trong cái tờ danh sách trúng tuyển này. Lưu trụ là trúng tuyển, mình ta là danh sách. Lưu trụ mình ta là danh sách trúng tuyển. Mấy hiểu tha tờ mình giữ nó, không có tên của nó chứ. Xiao Yin chưa sự khảo lợi 500 đô phân, sang trung điểm cao trung sư mấy vấn thí đờ. Cơ sư vây sở mờ chưa phân lưu trụ mình đan lỷ, mấy hiểu tha tờ mình giữ nó. 我想肯定是有人做手脚了，这事咱们得查清楚，可不能耽误了孩子。我想都应该肯定是，将来有人搞鬼做手脚了，đã làm cho gian lận。这事 việc này dám mến tẩy chúng ta phải查 清楚điều tra cho rõ. Cơ bù nắng nhất định không được, tan lụ làm lỡ, tan lụ lỡ hại tử làm lỡ việc của trẻ nhỏ. 我想肯定是有人做手脚了，这事咱们得查清楚，可不能耽误了孩子. Cụm từ tiếp theo của chúng ta đó là phây khẩu sứa. Phây khẩu sứa có nghĩa là tốn rất là nhiều lời để khuyên bảo hoặc để bàn luận hoặc là để tranh cãi về một điều gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, 上次跟你说的那套房子，你父母买了没有？ 上次跟你说的那套房子， đây là cụm danh từ, na thao phẳng sự, căn nhà mà. Sang sự lần trước, cân nỉ xua tờ, tôi nói với bạn. Nỉ phu mũ, bố mẹ bạn, mãi lơ mấy yếu, đã mua chưa? Sang sự cân nỉ xua tờ, na thao phẳng sự, nỉ phu mũ, mãi lơ mấy yếu. Bía thí lở, vậy là chưa sự, ủa cửa mấy xảo, cân ủa bà má phây khẩu sữa. Ủa chế tờ, na phẳng sự thính hảo tờ, cờ tha mân xén quỷ, 就是不愿意买. Bía thí là đừng nhắc đến nữa. Vậy là chưa sự, vì chuyện này, ủa cửa mấy xảo, tôi không ít. Cần ủa ba má phây khẩu sữa, nói rất nhiều để thuyết phục bố mẹ. Ủa cửa mấy xảo, cần ủa ba má phây khẩu sữa, tôi đã phải tốn không ít lời để khuyên bố mẹ tôi. Ủa chế tơ, tôi cảm thấy, na phẳng dự, căn nhà đó, thính hảo tờ, khá là tốt. Cờ tham ân, nhưng họ, xén quẩy, chê đắt. Chiêu sử, nhất định, ở đây chiêu sư chúng ta không dịch là chính là mà dịch là nhất định. Bú yuàn y mãi, không chịu mua. Bía thí là, vậy là chưa sử, ủa cửa mấy xảo, cần ủa ba má phây khẩu sứa. Ủa chế tơ, na phẳng sự thính hảo tờ, cửa tham mân xén quẩy, chiêu sử bú yuàn y mãi. Ví dụ số 2, ủa chế xảo mình, xuế xí y tiá, nhẹ bù nụ lì, trần thiên, chiều trừ tạo quá. 我都不知道跟他费了多少口舌了。我家小明, thằng Tiểu Minh nhà tôi, 学习, học tập, 一点也不努力, chẳng chăm chỉ tí nào. 整天, suốt ngày, 就知道啊, chỉ có biết đến chơi thôi. 我都不知道, tôi không biết, 跟他费了多少口舌了, nói tốn không biết bao nhiêu lời với nó rồi. 我家小明学习一点也不努力，整天就知道玩。我都不知道跟他费了多少口舌了。
现在哪个做父母的不为孩子的学习操心呢？真是可怜天下父母心呢。现在背着哪个做父母的người làm cha làm mẹ nào bố quay hại sự tờ xuế xí sao xin à mà không lo lắng cho việc học hành của con cái chứ. Sao xin là lo lắng quay sấy hoặc quay sợ mở, sao xin là lo lắng cho cái gì hoặc lo lắng cho ai. Chân sự thật là khửa lén thiên xạ phụ mụ xin, tức là cái tấm lòng của cha mẹ là đáng thương nhất trên đời. Khửa lén thiên xạ phụ mụ xin ý nói là tấm lòng của cha mẹ thì luôn luôn rất là đáng thương, bởi vì cha mẹ luôn luôn âm thầm hy sinh, lo lắng và làm rất nhiều điều cho con mình, nhưng mà con cái thì sẽ không hiểu được điều đó. Xin trai nả cơ chua phụ mụ tờ bố quay khải sự tờ xuế xí cháu xin là chân sự khửa lén thiên xạ phụ mụ xin là. Ban nãy chúng ta vừa học xong cụm từ phẩy khẩu sứa, tức là phải dùng rất là nhiều lời để thuyết phục hoặc là để tranh luận về vấn đề gì đó. Còn bây giờ chúng ta đến với cụm từ bái phẩy khẩu sứa. Bái cộng với động từ có nghĩa là làm gì đó một cách vô ích, và bái phẩy khẩu sứa có nghĩa là nói tốn lời vô ích hoặc là phí nước bọt. Ví dụ, 我们走吧, 不要在这里跟他白费口舌了. 我们走吧, chúng ta đi thôi. 不要在这里, đừng ở đây. 跟他白费口舌了, tốn nước bọt với anh ta nữa. 我们走吧, 不要在这里跟他白费口舌了. Ví dụ số 2, 我都说了100遍了,可是你一点改变都没有. 我不想再继续白费口舌了. 我们还是分手吧. 我都说了100遍了, em đã nói cả trăm lần rồi. 可是, nhưng 你一点改变都没有, anh không có một chút thay đổi nào cả. 我不想, em không muốn 再继续, lại tiếp tục 白费口舌了, nói tốn lời một cách vô ích nữa. 我们还是分手吧, chúng ta nên chia tay thôi. 我都说了100遍了, 可是你一点改变都没有, 我不想再继续白费口舌了, 我们还是分手吧. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các cụm từ thú vị và các câu ví dụ trong bài hôm nay rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe lại theo băng một lần nữa và chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây các bạn nhé. Bye bye. Mí huấn thang. 我出去打牌了。打牌,打牌,你就知道打牌。 你那帮朋友给你喝了什么迷魂汤, 让你整天除了打牌就不知道干点别的? 杨磊那个人不是什么好人, 我们都不赞成小丽跟他来往, 可是小丽偏偏不听, 整天跟着杨磊东跑西颠。 我看杨磊准是给小丽喝了迷魂汤了。 气管炎。 你看人家建国,什么事儿都听他老婆的,再看看你。哎。当气管炎就好吗?一点男子汉的尊严都没有,整天围着老婆转,算什么男人?下周咱们大学同学要在上海举行毕业30周年聚会,你跟强子都来吧。我没问题,主要是强子。 他可是个实实在在的气管炎，能不能去上海得他老婆说了算。碰钉子，小美不知怎么了，非闹着要考托福。你也知道，就他那水平，简直就是去白白浪费钱了。没关系，让他碰碰钉子也好，这样他就知道自己跟别人的差距有多大了。 怎么样?你朋友答应帮咱们儿子找工作了吗? 别提了,我刚一张口就碰了个大钉子,看来这事儿是没希望了。做手脚。前几天,听你说这起案件已经有一些线索了,怎么现在又查不下去了?这案子有人在里面做了手脚。 以前找到的线索都没有了,所以不得不停下来了。小英这次考了500多分,上重点高中是没问题的,
可是为什么这份录取名单里没有他的名字呢？我想肯定是有人做手脚了，这事儿咱们得查清楚，可不能耽误了孩子。费口舌。上次跟你说的那套房子，你父母买了没有？别提了，为了这事我可没少跟我爸妈费口舌。我觉得那房子挺好的，可他们嫌贵，就是不愿意买。我家小明学习一点儿也不努力，整天就知道玩儿，我都不知道跟他费了多少口舌了。现在哪个做父母的不为孩子的学习操心呀？真是可怜天下父母心呐。